Hướng dẫn sử dụng cơ bản nhất cho món đồ chơi hơn 1 tỷ. Quá là đơn giản luôn. Bấm khóa, đèn nháy, gương ngủ. Mở khóa, đèn nháy, gương mở. Muốn mở cốp từ xa, nhấn và giữ. Muốn đóng cốp lại, lại nhấn và giữ. Muốn đề nổ từ xa, bấm khóa và giữ nút hâu. Xịn xò đấy. Muốn tắt máy từ xa, bấm. Dùng vài năm, chìa khóa hết pin, chưa kịp thay mà muốn vào xe, bấm vào đây. Rút chìa khóa cơ ra, cậy cái nắp này, cắm chìa vào và mở cửa. Đơn giản thôi. Chìa khóa thông minh, chỉ cần mang theo người, tiến lại xe, bấm vào đây là có thể mở cửa. Chứ không giống như các chủ tịch cứ phải lần mò chìa khóa như thế này, 100% xe đi mượn.